chào mọi người đã đến với kênh của Tiên. Trong video ngày hôm nay, Tiên sẽ chia sẻ với mọi người chi tiết về một trong những cái công việc rất là thú vị mà Tiên làm ngoài việc dạy học là chính. Đó chính là phiên dịch tự do. Câu hỏi đầu tiên mà Tiên nhận được của rất là nhiều các bạn, các anh chị và các em ở bên inbox Facebook đó chính là gì? Các bạn hay hỏi rằng là cái ngành phiên dịch tự do này, nếu mà muốn đạt được một cái sự thành công nào đó thì chúng ta có cần phải qua đào tạo chính quy ở các trường lớp hay không? Thì đối với kinh nghiệm cá nhân của Tiên, Tiên thấy rằng nếu như mà chúng ta muốn đạt được một cái thành tựu nào đó trong cái ngành phiên dịch này thì chúng ta nên có một cái nền móng kiến thức cơ bản từ trường lớp hoặc là các cái trung tâm chuyên về ở phiên dịch. Đương nhiên, cơ bản hay là nâng cao sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu và cái định hướng của chính các bạn. Khi mà Tiên học môn tiếng Anh thương mại ở trường đại học thì Tiên thấy rằng nhờ có môn phiên dịch thương mại mà nó đã giúp cho Tiên rất là nhiều trong những cái buổi dịch, những cái buổi họp ở các công ty. Khi mà họ cần mình đến phiên dịch thì mình hiểu được cái tính chất của cái công việc mình đang làm là gì. Các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta có tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh tổng quát là chúng ta có thể dịch được hết. Chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta phải biết các cái kiến thức chuyên ngành về thương mại, về kinh doanh, chúng ta còn phải có những cái kiến thức về cái tính chất của cái công ty đó, của cái tập đoàn mà chúng ta đang đại diện. Đối với Tiên, cái mà khó nhất trong cái nghề phiên dịch này chính là tư vấn chuyên ngành. Ví dụ như chúng ta nhận trách nhiệm cho một cái buổi phiên dịch của hai công ty bất động sản thì chúng ta phải có kiến thức, ít nhất cũng phải có một cái kiến thức nền về bất động sản, ngay cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh luôn mọi người ạ. Tại vì chúng ta phiên dịch là tiếng Anh và tiếng Việt mà. Cái kiến thức chúng ta có, chúng ta phải đủ hiểu được những cái từ mà họ đang trao đổi với nhau và chúng ta có thể hiểu được cái bản chất của cái cuộc nói chuyện đó như thế nào, chúng ta có thể đưa ra được những cái lời dịch cho nó sát với lại ý nghĩa của chúng ta muốn nhất. Bây giờ Tiên ví dụ chi tiết đi ha, là phiên dịch cho một cái công ty bất động sản, chúng ta phải phân biệt được rằng cái site area hoặc là cái gross floor area nó khác nhau như thế nào, như là master plan hoặc là layout khác nhau như thế nào, để khi mà khách hàng họ có những câu hỏi hoặc là họ trao đổi hoặc là khi chúng ta đưa cái thông tin cho khách hàng, chúng ta sẽ đưa một cách chính xác và khiến cho khách hàng họ hiểu hơn về cái sản phẩm mà chúng ta đang đại diện. Khi mà Tiên mới bước vào cái công việc này vào năm 2 đại học, Tiên đã bắt đầu làm công việc này rồi, thì Tiên có gặp một cái sơ suất và một đó Tiên xem như là một cái bài học trong cái nghề phiên dịch này đối với Tiên. Đó chính là khi mà Tiên tìm hiểu về một cái ngành đó, cái ngành cụ thể, Tiên chỉ tìm hiểu nó qua loa thôi. Có nghĩa là mình chỉ tìm hiểu để mình hiểu cái cơ bản thôi mọi người. Nhưng mà cái điều đó nó không đủ. Nó phải tùy vào tính chất của cái buổi phiên dịch đó. Ví dụ như là khách hàng họ yêu cầu chúng ta phải hiểu biết đến cái mức độ nào để mà chúng ta có thể truyền tải được 100% hoặc là ít nhất là 95% cái ý của những cái người đang nói cho những cái người nghe. Thì Tiên chia sẻ luôn, đó là một cái công việc liên quan tới ngành dịch vụ làm đẹp, cụ thể đó là làm tóc. Thì lúc đó là Tiên là đứng trên sân khấu, là Tiên vừa làm MC và Tiên vừa làm phiên dịch luôn cho một người chuyên gia, người Hy Lạp. Và thật sự là đó là một cái trải nghiệm thật khó quên với mọi người. Tại vì lúc đó là Tiên dịch một cái từ, Tiên không có nhớ rõ lắm, nhưng mà Tiên dịch một cái từ đấy thì Tiên dịch sai. Lúc Tiên dịch sai, tại sao Tiên biết Tiên dịch sai mọi người biết không? Tiên nhìn các anh chị ngồi phía dưới, không ai hiểu gì hết. Không một cái ánh mắt nào thể hiện là họ hiểu cái mà Tiên đang nói hết. Lúc đó Tiên biết rằng Tiên đã dịch sai một cái gì đấy. Mà lúc đó Tiên cũng không biết, tại vì Tiên không có tìm hiểu đủ nhiều để mà Tiên hiểu được cái tính chất của cái việc mà người chuyên gia đang nói. Cho nên là lúc đó Tiên có vào để mà Tiên hỏi cái người chuyên gia đấy rằng cái từ đấy nó mang cái sắc thái nghĩa như thế nào trong tiếng Việt. Và Tiên ngồi Tiên chia sẻ với chuyên gia trong vòng khoảng 5 cho đến 10 phút. Thật sự là Tiên cũng chia sẻ luôn là cảm xúc đó của Tiên rất là hoảng loạn. Mọi người tưởng tượng là đứng ở trên một cái sân khấu, bao nhiêu người nhìn vào mình và mình dịch một cái câu mình biết là mình sai, mình không biết là chỗ nào để mình có thể sửa kịp thời ngay lúc đấy. Đó cũng là một cái bài học cho chính bản thân Tiên sau này. Khi mà Tiên nhận bất cứ một cái job nào, Tiên sẽ tìm hiểu thật
kỹ cho đến khi nào mà Tiên cảm thấy là Tiên không thể tìm hiểu thêm được nữa. Có nhiều bạn hỏi Tiên rằng cái nguồn công việc phiên dịch tự do này thì các bạn có thể tìm thấy ở đâu. Thật sự là trên Google mọi người tìm các cái công ty phiên dịch uy tín cho Tiên nha, các công ty phiên dịch uy tín, và họ sẽ có những cái buổi phiên dịch bán thời gian. Nếu như mà chúng ta không muốn vướng bận cái việc chính của chúng ta chỉ muốn thử sức, chúng ta muốn đây là một cái nghề tay trái của mình, thì chúng ta có thể cân nhắc xem là chúng ta làm việc bán thời gian cho cái ngành nghề phiên dịch này. Tại vì các cái sự kiện hoặc là gọi là những cái event, những cái hội thảo nó sẽ diễn ra, không phải là ngày nào nó cũng diễn ra. Trừ phi các bạn muốn làm phiên dịch cố định cho một công ty thì cái đó Tiên không nói đến. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn làm phiên dịch tự do thì chúng ta nên cân nhắc cái việc là chúng ta sẽ đăng ký để làm phiên dịch bán thời gian trước ở các cái công ty phiên dịch uy tín của Việt Nam mình. Sau khi mà các bạn đã có đủ kinh nghiệm rồi và các bạn đã có đủ những cái mối quan hệ để chúng ta có thể có những cái job riêng bên ngoài rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ xem như là chúng ta đã có một cái thành công nho nhỏ. Tại vì nếu như mà chúng ta phiên dịch có kết quả, có một cái kết quả tốt, nhưng có những cái kết quả cụ thể, thì những cái công ty đó họ sẽ liên hệ với chúng ta. Và tại vì thật sự mà nói, chúng ta là phiên dịch tự do mà chúng ta không có ký kết hợp đồng với công ty thì chúng ta vẫn được quyền nhận những cái job riêng đấy nếu như mà họ liên hệ với mình. Nếu như mà chúng ta ký kết hợp đồng cho dù là bán thời gian, có nhiều công ty sẽ bắt các bạn ký kết hợp đồng đó, thì cái này chúng ta sẽ tùy vào cái đạo đức nghề nghiệp của chúng ta thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với Tiên thì Tiên luôn thông qua cái công ty trung gian, tại vì đó cũng là một cái quyền lợi của mình. Các bạn nên chuẩn bị một cái CV thật là tốt bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt. Tại vì chúng ta là phiên dịch cho nên là chúng ta nên thể hiện rằng chúng ta linh hoạt trong cả hai ngôn ngữ mà chúng ta đăng ký. Còn nếu mà chúng ta có thêm nhiều ngôn ngữ, nhiều ngoại ngữ khác thì quá tuyệt vời, chúng ta sẽ có được một cái thế mạnh so với các cái bạn khác. Cái lương và cái chi phí mà chúng ta có thể nhận được cho một lần phiên dịch thật sự là nó đa dạng lắm mọi người ơi, nó nhiều lắm. Ví dụ như cái kinh nghiệm của các bạn nhiều và các bạn đang phiên dịch cho những cái công ty lớn hoặc là những cái sự kiện lớn, thì chúng ta sẽ nhận được cái mức phiên dịch tùy vào cái mong muốn của chúng ta. Chúng ta có thể deal trực tiếp hoặc là qua công ty phiên dịch, qua một cái bên thứ ba, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra cái mức giá của chúng ta, tại vì mình sẽ là cái người định giá bản thân mình đúng nhất. Và Tiên sẽ chia sẻ một vài cái mẹo khi mà các bạn đi phiên dịch, làm sao để chúng ta có thể có được một cái buổi phiên dịch thành công ngoài cái việc là kiến thức của chúng ta. Đầu tiên, dress to impress. Đây là một cái câu mà Tiên rất là thích. Có nghĩa là khi chúng ta đại diện cho một công ty, các bạn chính là hình ảnh của công ty đó. Vậy thì các bạn hãy đầu tư vào các cái trang phục lịch sự, sáng sủa để chúng ta có thể đại diện cho công ty một cách thật là chuyên nghiệp nhất. Nếu như các bạn ăn mặc xuề xòa, luộn thuộn thì Tiên chắc chắn rằng các công ty đó sẽ không có ấn tượng tốt với chúng ta, và những lần sau các công ty đó sẽ không mời chúng ta phiên dịch nữa. Ngược lại, nếu như chúng ta ăn mặc quá là nổi bật hay là nó quá là luxury mọi người, thì vô tình chúng ta lại đang quá tập trung cái ánh nhìn vào cái bộ đồ của chúng ta hoặc là cái vẻ ngoài của chúng ta, và chúng ta sẽ khiến cho mọi người không có tập trung vào cái nội dung mà chúng ta đang truyền tải, thì cái điều đó nó cũng không tốt. Cho nên là tôi nghĩ một cái bộ đồ lịch sự, sáng sủa, sạch sẽ, phẳng phiu, nó là một cái rất là ok rồi. Tiếp thứ hai, mọi người hãy chuyên nghiệp trong lời nói và hành động của mình. Tiên ví dụ nha, Tiên thấy có nhiều bạn đi phiên dịch kinh doanh nhưng mà các bạn lại quá là hồ hởi, quá là nhiệt tình theo cái cách mà nó hơi thể hiện hơi nhiều trên cái khuôn mặt cũng như là cái cử chỉ của các bạn. Và vô tình cái điều đó thì nó không sai đâu mọi người, nhưng mà vô tình nó sẽ khiến cho cái buổi nói chuyện, cái buổi, Tiên ví dụ một cái buổi ký kết hợp đồng, một cái buổi nói chuyện, nó không còn cái tính chất nghiêm túc của nó nữa. Và các bạn có thể sẽ mất điểm trong mắt của công ty các bạn đang đại diện.
Tiên nghĩ rằng khi mà các bạn đi phiên dịch, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải quá nghiêm túc đâu mọi người, chúng ta vẫn có thể tươi cười, nhưng mà cái nụ cười của chúng ta không nên, nó không nên quá vồ vập, nó không nên quá hồ hởi, nó vừa phải thôi, nó là sự tươi tắn chứ nó không phải là một cái sự mà nó vồn vập hồ hởi như là khi chúng ta đang nói chuyện với bạn bè của chúng ta được. Cái tiếp nho nhỏ, cái này thì áp dụng cho các bạn nữ thôi nha, là chúng ta có thể cười nhưng mà chúng ta đừng có hở miệng lớn quá, giống như là ha ha ha, không nên ha 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 như vậy, và chúng ta chỉ nên là gì, một cái nụ cười mỉm hoặc là một cái nụ cười tươi, chúng ta lộ răng, vẫn lộ răng như mọi người, nhưng mà chúng ta cười tươi thôi, chúng ta không có ha ha hô hố lên được. Đó là cái mà Tiên chỉ cho các bạn nữ khi mà các bạn nữ nói chuyện và phiên dịch đối với cái công ty cũng như là các cái đối tác của mình. Cái mẹo cuối cùng đó chính là các bạn nên có một cái cuốn nốt nhỏ đi theo bên mình cùng với một cây viết, hoặc là các bạn mở cái chế độ nốt cho điện thoại và các bạn có thể viết vào. Nhưng mà Tiên khuyên rằng các bạn nên có cái cuốn nốt thì nó sẽ thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của chúng ta trong cái khâu chuẩn bị hơn. Khi mà Tiên đi dịch á, Tiên cảm thấy được rằng Tiên học được vô vàn các cái điều mới mẻ và rất là hữu ích trong cái cuộc sống cũng như là trong cái kinh doanh, và nó rất là giúp ích cho Tiên. Sau những cái bữa mà Tiên đi phiên dịch thì Tiên lại học được rất là nhiều thứ. Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại không ghi chép những cái kiến thức quý giá đó lại và áp dụng cho những cái lần phiên dịch sau, nếu như nó có liên quan tới những cái lần phiên dịch sau. Cho nên là cái việc mà Tiên luôn luôn làm đó chính là gì? Tiên mang một cái cuốn sổ nhỏ như thế này nè mọi người, xong rồi Tiên có một cây bút, Tiên ghi chép những lúc mà Tiên có thể ghi chép, và Tiên có thể đặt ra những cái câu hỏi cho các anh chị để mà Tiên có thể hiểu sâu hơn về cái mà Tiên đang phiên dịch. Tiếp cuối cùng đó là các bạn đừng quên cảm ơn vào cuối mỗi cái lần mà chúng ta phiên dịch cho các công ty đấy. Cho dù các bạn làm part time, full time hay là các bạn chỉ làm thời vụ thôi, hết cái event đó là chúng ta ngừng, thì chúng ta cũng nên thể hiện cái sự là gì, biết ơn cái người đã cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta có thể phiên dịch cho họ và học hỏi được từ những cái buổi phiên dịch đó. Và đó là tất cả những gì Tiên có thể chia sẻ được trong cái video này về một cái nghề mà Tiên nghĩ rằng khá là nhiều bạn quan tâm. Phiên dịch tự do đó cũng là một cái điều mà Tiên cảm thấy rất là may mắn khi mà Tiên có thể bước vào và tiếp xúc cũng như là học hỏi được từ cái nghề này. Tiên mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn có được những cái thành công nhất định trong cái sự lựa chọn mà mọi người đã lựa chọn, và hãy luôn luôn giữ được sự chuyên nghiệp, tự tin và luôn luôn có đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi công việc mình làm các bạn. Nếu như mà các bạn thấy video này có ích cho chính các bạn hoặc là cho người thân của các bạn, hay rằng các bạn chỉ cảm thấy là nó cũng là một cái chia sẻ hay, thì các bạn hãy like video này giúp Tiên, các bạn hãy share video này nếu các bạn thích, và các bạn hãy subscribe cái kênh của Tiên để mà Tiên có thể có thêm nhiều động lực Tiên ra những video chia sẻ như thế này nhé. Bye mọi người, hẹn mọi người trong các video sau. Bye.